Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi trang truyền hình cơ sở của Đài Thị xã Mường Lây. Chương trình của chúng tôi hôm nay sẽ có những nội dung chính sau. Mường Lây đẩy mạnh thực hiện các mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Đẩy mạnh phong trào khuyến học, khuyến tài ở Mường Lây. Thưa quý vị và các bạn, Nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã Mường Lây nhiệm kỳ 2015-2020 xác định mục tiêu mỗi năm giảm 5% số hộ nghèo hiện có. Để hoàn thành mục tiêu đó, Đảng bộ, chính quyền thị xã Mường Lây đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo và hỗ trợ các chính sách để người dân đẩy mạnh phát triển kinh tế, từng bước xóa đói giảm nghèo. Thị xã Mường Lây có 3 đơn vị hành chính gồm 2 phường Na Lây, Sông Đà và 1 xã Lây Nưa với tổng diện tích tự nhiên trên 11.256 ha, trên 3.100 hộ với gần 11.162 nhân khẩu. Sau hơn 10 năm thực hiện dự án di dân, tái định cư Thủy điện Sơn La, diện mạo đô thị, đời sống vật chất, tinh thần của người dân thị xã Mường Lây có nhiều chuyển biến tích cực. Tuy nhiên, một bộ phận hộ dân tái định cư nông nghiệp, đất sản xuất bị thu hẹp nên việc hướng dẫn nhân dân từng bước chuyển đổi vật nuôi có giá trị kinh tế, cây trồng phù hợp và áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi, trồng trọt trên diện tích được giao đã được các cấp ủy, chính quyền các cấp ở thị xã Mường Lây quan tâm, chú trọng. Đồng thời, tạo điều kiện cho nhân dân được tận dụng những diện tích đất ven hồ chưa quy hoạch, xây dựng các công trình của nhà nước để bà con cải tạo trồng các loại cây rau màu có thu nhập ổn định, nâng cao mức sống. Để thực hiện ổn định đời sống nhân dân sau tái định cư, thì trước mắt đối với trên địa bàn phường Sông Đà, thực hiện nghị quyết của Ban chấp hành Đảng bộ thị xã cũng như của phường, Ủy ban nhân phường Sông Đà cũng đã tích cực rồi tuyên truyền, vận động nhân dân là tự động sáng tạo để chuyển dịch cái cơ cấu vật nuôi cây trồng, trong đó thì cũng định hướng cho nhân dân tập trung chủ yếu vào cái vấn đề chăn nuôi gia súc gia cầm dưới tán rừng đã được giao theo nghị định 99, cũng như là phát triển tận dụng những cái khu đất trống chưa sử dụng để trồng hoa cũng như là trồng rau màu thì để đảm bảo phát triển kinh tế. Giảm nghèo bền vững là chính sách xuyên suốt của Đảng và Nhà nước, thể hiện quan điểm tính nhân văn sâu sắc, đặc biệt đối với vùng đồng bào dân tộc thiểu số, công tác giảm nghèo bền vững là mục tiêu, nhiệm vụ hết sức cần thiết và cấp bách để giúp cho đồng bào có cuộc sống tốt hơn, để không ai bị bỏ lại phía sau. Những năm qua, cả hệ thống chính trị của thị xã đã nỗ lực trong công tác giảm nghèo và thu được những kết quả tích cực. Chương trình 1-3 năm đã đầu tư làm mới và sửa chữa, bảo dưỡng các tuyến đường lên bản vùng cao, hỗ trợ phát triển sản xuất được chú trọng. Giai đoạn 2016-2019 đã có 5.206 lượt hộ nghèo, hộ cận nghèo và các đối tượng chính sách khác được vay vốn tín dụng phát triển kinh tế. 1.253 lượt hộ sản xuất kinh doanh vùng khó khăn được vay vốn. 6 tháng đầu năm 2019, thị xã Mường Lây đã bố trí tổng kinh phí trên 1 tỷ đồng để thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững, để hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng cho xã, bản đặc biệt khó khăn, hỗ trợ phát triển sản xuất, đa dạng hóa sinh kế và nhân rộng các mô hình giảm nghèo ở các bản đặc biệt khó khăn trên địa bàn. Nhờ các chính sách giảm nghèo được thực hiện đồng bộ mà đời sống của nhân dân, nhất là nhân dân các bản vùng cao đã từng bước đổi thay rõ nét. Phát triển kinh tế như chăn nuôi, trồng trọt cây cối hoặc là cây hoa màu cũng ổn định. Hiện tại bây giờ đời sống của bà con có nhiều đổi thay. Nhà nước cũng rất là ưu tiên bà con em ở bản vùng cao. Hiện tại thì nhà nước cũng đầu tư cái con đường mới và đầu tư cái nguồn nước sạch về cho đến tận bản cho bà con. Qua giả soát, đánh giá, phân loại hộ nghèo cho thấy, nguyên nhân chủ yếu dẫn đến nghèo đói trên địa bàn thị xã Mường Lây là do thiếu tư liệu, thiếu vốn, thiếu kiến thức sản xuất. Do vậy, việc thực hiện chính sách hỗ trợ người nghèo phát triển kinh tế được đặc biệt quan tâm. Không chỉ tạo điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận với nguồn vốn để sản xuất kinh doanh, mà thị xã còn thường xuyên tổ chức các lớp tập huấn kiến thức về chăn nuôi, trồng trọt, hướng dẫn bà con phương thức canh tác cải tiến, kỹ thuật thâm canh an toàn và lựa chọn sản xuất những loại nông sản có giá trị, thuận lợi về thị trường tiêu thụ. Đặc biệt, nhiều mô hình đã được triển khai có hiệu quả trên địa bàn như mô hình khoai tây vụ đông,
mô hình ngô lai, mô hình trồng cây ăn quả trên đất dốc, mô hình rau an toàn, mô hình nuôi vịt trời đã giúp bà con có kinh nghiệm trong sản xuất, chăn nuôi, áp dụng khoa học kỹ thuật, nâng cao chất lượng cuộc sống, góp phần xóa đói, giảm nghèo bền vững ở địa phương. Nhờ đó, từng bước giảm tỷ lệ hộ nghèo hiện có trên địa bàn thị xã năm 2019 xuống còn 228 hộ, chiếm 7,33%, giảm 0,48% so với năm 2018. Mặc dù là trong thời gian vừa qua là thị xã Mường Lây là thực hiện cái công tác tái thiết đô thị gắn di dân tái cư dự án thủy điện Sơn La và cái do cái ngập của lòng hồ thủy điện Sơn La nên là cái quỹ đất sản xuất có co hẹp lại. Từ vấn đề khó khăn trên thì cấp ủy chính quyền thị xã Mường Lây đã đưa ra rất nhiều giải pháp, chủ yếu tập trung chính là cái đào tạo, là chuyển đổi cơ cấu sản xuất, và cái hiệu quả qua đào tạo, sau đào tạo thì nhân dân các viên đã tiếp thu được những cái kiến thức về khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Bước sang những năm cuối của nhiệm kỳ 2015-2020, cùng với những kết quả đạt được, vẫn còn nhiều nhiệm vụ, mục tiêu mà Đảng bộ, chính quyền thị xã Mường Lây cần tập trung thực hiện để đạt mục tiêu xóa đói giảm nghèo. Tin tưởng rằng với sự lãnh đạo, chỉ đạo sát sao của Đảng bộ và chính quyền thị xã, cùng sự đoàn kết nhất trí và đồng tình ủng hộ của nhân dân các dân tộc trên địa bàn, những mục tiêu, nhiệm vụ mà nghị quyết Đại hội Đảng bộ thị xã lần thứ 13, nhiệm kỳ 2015-2020 đã đề ra sẽ hoàn thành thắng lợi. Thưa quý vị và các bạn, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước về xây dựng xã hội học tập, thời gian qua, Hội Khuyến học thị xã Mường Lây đã chú trọng, quan tâm để phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn được phát triển mạnh mẽ, rộng khắp và toàn diện. Đó là một trong những cơ sở quan trọng để thúc đẩy hoạt động dạy, học trong và ngoài nhà trường, chăm lo học tập, rèn luyện đạo đức cho học sinh và hướng tới một xã hội học tập. Dòng họ Hoàng ở bản xá phường Na Lây, thị xã Mường Lây có 12 hộ gia đình với 49 nhân khẩu, trong đó có 14 cháu đang theo học. Để có thể duy trì hoạt động và phát huy vai trò của dòng họ trong việc động viên con cháu trong dòng họ học tập đến nơi đến chốn, thì yếu tố quan trọng là những người trong ban khuyến học phải làm gương cho con cháu học tập, noi theo. Động viên bố mẹ trong dòng họ phải tạo điều kiện để con cái học hành. Điều quan trọng nữa đó chính là với uy tín của dòng họ để kêu gọi nguồn quỹ để phát thưởng cho con cháu trong dòng họ hàng năm đạt kết quả cao. Nhờ làm tốt công tác khuyến học nên các cháu trong độ tuổi đều được đến trường. Tuyên truyền vận động đến từng hộ trong dòng họ của họ Hoàng nhà chúng tôi để các cháu đến tuổi được đến trường học hành và tuyên truyền vận động để cho các hộ gia đình trong dòng họ Hoàng nhà chúng tôi hiểu rõ được cái lợi ích của công việc khuyến học khuyến tài, động viên bà con và trong dòng họ để nắm được là học để lấy cái chữ, để mà nắm được một số kiến thức cơ bản và nhằm tạo điều kiện là giúp cho con em cũng như dòng họ để nắm được chủ trương chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước và một số những công việc mà cần học hành để mà tạo điều kiện là ổn định cuộc sống và thoát nghèo. Đến thời điểm này thì dòng họ Hoàng nhà chúng tôi thì là 100% con em đến tuổi được đi học đúng độ tuổi và được học hành đến nơi đến chốn, là không có trường hợp nào mà là bỏ học giữa chừng. Một trong những điểm nổi bật trong phong trào thi đua xây dựng phát triển dòng họ khuyến học ở Mường Lây chính là nhận được sự quan tâm hưởng ứng của đông đảo người dân, cùng góp sức xây dựng nguồn quỹ để khen thưởng, khích lệ con cháu học giỏi, đỗ đạt cao, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, quan tâm chăm lo các cháu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Từ đó, làm cho mối quan hệ của các thành viên trong dòng họ thêm gắn bó sâu sắc hơn. Không những vậy, phong trào khuyến học, khuyến tài ở các bản vùng cao cũng được quan tâm chú trọng. Chi bộ, chính quyền và đoàn thể ở bản vùng cao Hủy Luân của xã Lây Nưa đã đẩy mạnh công tác tuyên truyền vận động các hộ gia đình trong bản, ngoài việc chăm lo cái ăn cái mặc thì cũng phải quan tâm đến sự học của các con. Bởi chỉ có học, có cái chữ thì con em trong bản mới có kiến thức để áp dụng vào trong các lĩnh vực của đời sống. Do vậy, cho đến nay, trong bản không có tình trạng con em bỏ học giữa chừng vì điều kiện khó khăn. Chi bộ chúng tôi đã kết hợp tuyên truyền vận động các hộ gia đình cho các cháu đi học
đầy đủ, và trong đó thì có 5 hộ hiếu học và 5 hộ hiếu học và 8 cháu đã thi đỗ đại học, trung cấp đại học. Hiện tại thì các cháu đã, 8 cháu này có một số cháu đã đi công tác nhà nước. Đến hết tháng 6 năm 2019, thị xã Mường Lây có hơn 3.000 hội viên hội khuyến học các cấp sinh hoạt ở 126 chi hội và có 2.828 trên 3.148 hộ gia đình đăng ký xây dựng gia đình học tập. Những gia đình, dòng họ, cộng đồng học tập góp phần quan trọng trong việc nhân rộng, lan tỏa phong trào học tập trong các khu dân cư trên địa bàn. Với suy nghĩ những người lớn tuổi và bậc làm cha mẹ sẽ là nguồn động viên và có tác động đến việc học tập của con em mình. Mỗi gia đình đã là một tấm gương sáng về ý chí vượt khó, tích cực chăm lo, giáo dục cho con cháu thành đạt, tham gia tốt các hoạt động khuyến học dòng họ và cộng đồng. Mặt khác, cũng phấn đấu lao động sản xuất để nâng cao mức sống và có kế hoạch tiết kiệm, chăm lo cho việc học của con trẻ. Gia đình tôi là rất khó khăn, nhưng mà để việc chăm lo cho gia đình tôi là con cái tôi đi học là vợ chồng tôi rất quan tâm, bởi vì đi học, việc đi học thì là các con tôi thì mới có kiến thức để phục vụ cho việc sau này, cũng như là chăm lo cho cuộc sống sau này. Có thể nói, qua phát động xây dựng phong trào khuyến học trong các dòng họ học tập, gia đình học tập, cộng đồng học tập ở Mường Lây đã trở thành mái nhà chung, quy tụ những người giàu tâm huyết với sự học, giúp con em có điểm tựa vững chắc trên con đường học vấn. Nhiều dòng họ được tuyên dương, khen thưởng vì có nhiều đóng góp cho phong trào khuyến học, khuyến tài ở địa phương. Bên cạnh đó, phong trào khuyến học, khuyến tài còn góp phần thúc đẩy sự phát triển mạnh mẽ phong trào xây dựng gia đình hiếu học, cộng đồng khuyến học, đưa phong trào giáo dục địa phương phát triển vững mạnh. Hàng năm, Hội Khuyến học thị xã Mường Lây cũng đã kêu gọi, vận động xây dựng quỹ khuyến học để trao học bổng, khen thưởng, động viên kịp thời đối với giáo viên, học sinh giỏi đạt thành tích cao trong các kỳ thi và hỗ trợ, tặng quà cho các học sinh nghèo vượt khó. Tính riêng trong năm 2018, toàn thị xã đã vận động được trên 120 triệu đồng và 6 tháng đầu năm 2019, Hội Khuyến học thị xã đã hỗ trợ, khen thưởng trên 27 triệu đồng. Ngoài ra, hội cũng huy động các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp hỗ trợ cán bộ, giáo viên và học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tăng cường cơ sở vật chất cho các trường học. Trước tiên là chúng ta cũng tranh thủ cái sự quan tâm của cấp ủy đảng, các cấp, của Hội đồng Nhân dân, của Ủy ban Nhân dân, Mặt trận Tổ quốc và sự phối kết hợp với tất cả các cơ quan đoàn thể, các phòng ban, rồi các ban ngành, các đoàn thể để chung tay cùng thực hiện cái khuyến học. Và cái thứ hai ấy là đối với lại các dòng họ học tập thì cũng đã tích cực là động viên rồi là tuyên truyền để các dòng họ biết được cái lợi ích của việc khuyến học, khuyến tài để cho và tích cực cho con em là tham gia các công tác học tập. Và cái đối với lại công tác khuyến học, khuyến tài nó cũng đã giúp cho các gia đình, các dòng họ là cũng tạo điều kiện để cho con em như vậy là được đến lớp, đến trường. Và đối với công tác khuyến học này thì nó có một cái ích lợi, đó là đã đẩy mạnh được cái động viên, khuyến khích cho tất cả các em học sinh, cũng đã động viên được các thầy cô giáo, rồi động viên được các em đấy có những cái ý chí vươn lên trong học tập. Và nhất là đối với lại các cháu học sinh ở vùng sâu, vùng xa, vùng cao của thị xã Mường Lây. Với phương châm học để làm người, học để xóa đói, giảm nghèo và xây dựng quê hương ngày càng phát triển, những kết quả đạt được trong công tác khuyến học, khuyến tài ở Mường Lây sẽ là động lực làm chuyển biến nhận thức, hành động các tầng lớp nhân dân trên địa bàn về xây dựng xã hội học tập, để mỗi mô hình, chi hội khuyến học tiếp tục được khơi dậy, thắp sáng truyền thống hiếu học, khuyến tài trong nhân dân. Phóng sự vừa rồi đã khép lại trang truyền hình cơ sở của chúng tôi hôm nay. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Thân ái, chào tạm biệt.